Xin chào các em, cô Duyên rất vui khi được đồng hành với chúng ta trong tiết học ngày hôm nay. Và giờ trước thì cô trò chúng ta đã học xong tiết học về bài thơ Tiểu đội xe không kính đối với tiết luyện tập rồi đúng không nào? Và đến bài học ngày hôm nay cô cũng đã giới thiệu lần trước, chúng ta sẽ chuyển sang một nhà thơ mới, đó chính là nhà thơ Huy Cận với bài thơ Đoàn thuyền đánh cá. Và trước tiên vào bài học mới ngày hôm nay thì cô trò chúng ta sẽ quan sát lên bảng để chữa bài tập về nhà. Yêu cầu bài tập về nhà của cô, so sánh hình ảnh cái xe trong khổ thơ vừa chép với hình ảnh xe ở khổ thơ đầu của bài thơ trên. Sự khác biệt của chiếc xe ở khổ thơ này có ý nghĩa gì? Và bây giờ chúng ta sẽ cùng quan sát chữa bài tập. Trước tiên, cô trò chúng ta sẽ đến với sự giống nhau. Những điểm giống nhau. Rồi chúng ta sẽ chép những câu thơ ra đây để chúng ta có thể phân biệt rõ hơn nhá. Đối với khổ thơ thứ nhất, không có kính. Không có kính. Không phải vì xe không có kính. Bom giật, bom rung, kính vỡ đi rồi. Ở đây là khổ 1. Ở khổ cuối. Không có kính. Chúng ta thấy ở khổ thơ cuối này, chữ xe được lặp lại rất là nhiều cả bốn câu thơ. Không có kính rồi xe không có đèn, không có mui xe, thùng xe có xước. Xe vẫn chạy vì miền Nam phía trước, chỉ cần trong xe có một trái tim. Còn ở khổ thơ 1 chỉ có không có kính, không phải vì xe không có kính. Bom giật, bom rung, kính vỡ đi rồi. Chỉ có một chữ xe ở câu thơ đầu thôi. Nhưng mà ở đây, bây giờ cô trò chúng ta sẽ nhận xét đi sự giống nhau. Ở điểm thứ nhất, giống nhau, đó đều là hình ảnh của những chiếc xe không kính. Đúng không nào? Điểm giống nhau thứ nhất đều là hình ảnh của những chiếc xe không có kính. Điểm giống nhau thứ hai ở đây là điều gì? Nguyên nhân đều là do chiến tranh. Nguyên nhân những chiếc xe không kính.
Do bom giật. Bom rung. Như vậy là chúng ta nhận ra được hai điểm giống nhau rất là rõ ràng, đều là hình ảnh của những chiếc xe thiếu thốn, những chiếc kính bao bọc ở bên ngoài. Nguyên nhân thứ hai là nguyên nhân sâu xa là do chiến tranh, do bom giật, bom rung, đúng không nào? Tiếp theo chúng ta sẽ chuyển sang điểm khác nhau. Trước tiên ở khổ 1 này. Khổ cuối. Ở khổ 1, chúng ta thấy rằng không có kính không phải vì xe không có kính, bom giật, bom rung, kính vỡ đi rồi. Ở đây là chỉ rõ nguyên nhân, đúng không nào, của những chiếc xe mà bom giật, bom rung, kính đã vỡ đi rồi. Và hình dáng ở đây là hình ảnh của những chiếc xe chỉ là không kính. Còn đối với ở khổ thơ cuối, không có kính rồi xe không có đèn, không có mui xe, thùng xe có xước. Như vậy là hình dáng ở đây là hình dáng những chiếc xe thiếu thốn trang thiết bị. Cụ thể hơn, từ không đèn không đèn không mui thùng xe có xước. Nào, nhưng mà điểm tiếp theo, sự khác nhau là về hình dáng. Cụ thể, ở đây là chỉ là hình ảnh dáng của những chiếc xe không kính. Còn ở khổ thơ cuối thì hình ảnh những chiếc xe không kính còn nổi bật lên nữa là thiếu thốn những trang thiết bị, không đèn, không có mui xe và thùng xe thì lại xước, đúng không? Và một điểm khác nhau đặc biệt nữa ở đây đố các em, đó chính là gì? Từ không có xuất hiện rất là nhiều để nhấn mạnh gì? Nhấn mạnh điều gì? À, nhấn mạnh những gian khổ, thiếu thốn ở trong chiến tranh mà các anh phải chịu đựng trên tuyến đường Trường Sơn gian khổ khi lái những chiếc xe không có kính như vậy. Đúng không nào? Và bây giờ thì chúng ta sẽ đến với điểm khác nhau, đó chính là nói tới hình ảnh người lính trong xe. Hình ảnh người lính ở trong xe ở đây, ở khổ thơ 1 là thái độ rất là ung dung và đầy tràn đầy tự tin. Còn ở khổ thơ cuối, xe vẫn chạy, một Việt Nam mang một niềm hy vọng. Vào tương lai tươi sáng. Niềm hy vọng vào tương lai tươi sáng. Tiếp theo
là ở trong khổ thơ cuối, hình ảnh trái tim nổi bật rõ. Trái tim nổi bật để làm nên điều gì? Thể hiện được cái tình yêu quê hương, tổ quốc. Như vậy là cô trò chúng ta đã tìm ra được những điểm giống nhau và khác nhau giữa khổ thơ thứ 1 và khổ thơ cuối. Bây giờ chúng ta sẽ đến với yêu cầu thứ 2. Ở ý thứ 2, người ta hỏi chúng ta là sự khác biệt giữa những hình ảnh của những chiếc xe ở khổ thơ 1 ở khác nhau với khổ thơ cuối nhằm nổi bật lên ý nghĩa gì? Thì chúng ta thấy ở đây nổi bật lên ý nghĩa gì? Đó chính là nổi bật hình ảnh của ai? Của người lính. Với tinh thần tràn đầy nhiệt huyết. Nói đến sự thiếu thốn, không đèn, không mui, thùng xe có xước là sự thiếu thốn về vật chất. Nhưng ở đây, các anh làm sao không thiếu thốn về tinh thần mà là tràn đầy tinh thần. Như vậy chúng ta thấy rằng là dù là thiếu thốn vật chất nhưng mà làm nổi bật lên được cái tinh thần quyết thắng của những người lính lái xe. Đúng không nào? Vì vậy cô trò chúng ta đã hoàn thành được xong bài tập về nhà, chuyển sang bài học ngày hôm nay. Và đến tiết học ngày hôm nay thì cô trò chúng ta sẽ chuyển sang một bài học mới, một bài thơ mới và một tác giả mới, đó chính là bài thơ Đoàn thuyền đánh cá của nhà thơ Huy Cận. Và nhà thơ Huy Cận là nhà thơ nổi tiếng trong phong trào thơ mới, và bài thơ Đoàn thuyền đánh cá đã mang hồn thơ của Huy Cận, là một bài thơ rất là tươi vui, thể hiện được trí tưởng tượng và óc quan sát tinh tường của nhà thơ Huy Cận. Và bây giờ cô trò chúng ta sẽ tìm hiểu bài học ngày hôm nay. Bài học ngày hôm nay của chúng ta sẽ đi tìm hiểu một bài thơ mới và một nhà thơ mới. Nhà thơ Huy Cận là nhà thơ nổi tiếng trong phong trào thơ mới, và bài thơ Đoàn thuyền đánh cá đã mang hồn thơ của Huy Cận, thể hiện lên nhà thơ là một người có óc quan sát rất là tinh tế và trí tưởng tượng phong phú. Bây giờ cô trò chúng ta sẽ vào bài học ngày hôm nay. Bài học ngày hôm nay thì cô trò chúng ta trước tiên sẽ đi tìm hiểu về kiến thức trọng tâm của bài học như thường lệ, đúng không nào? Đầu tiên, cô trò chúng ta sẽ tìm hiểu về tác giả. Thứ hai là tác phẩm. Và cuối cùng, đó chính là về phân tích tác phẩm để tìm hiểu về nội dung chính của tác phẩm. Đầu tiên, đó là về tác giả. Quan sát lên trên bảng. Huy Cận, sinh năm 1919, mất năm 2005. Như vậy chúng ta cần phải nhớ được tên và ngày sinh cho cô. Thứ hai đó chính là quê quán. Quê quán của tác giả Huy Cận đó chính là tỉnh Hà Tĩnh. Chúng ta nhớ lại ở bài trước cũng có một tác giả quê hương ở tỉnh Hà Tĩnh, đó chính là tác giả chính hữu của bài thơ Đồng Chí, đúng không nào? Tiếp theo, tác giả Huy Cận tham gia cách mạng
trước năm 1945 và sau cách mạng tháng 8, là nhà thơ tiêu biểu của nền thơ hiện đại Việt Nam, và đến năm 1969, ông được nhà nước tặng giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học nghệ thuật, một giải thưởng rất là cao quý. Còn đối với tác phẩm thì sao? Quan sát lên trên bảng giúp cô. Về hình ảnh, về hoàn cảnh sáng tác, chúng ta nhớ rõ cho cô, thời gian ở đây là năm 1958, sau khi chúng ta đã chiến thắng thực dân Pháp ở miền Bắc, đúng không nào? Và bài thơ được sáng tác trong hoàn cảnh khi Huy Cận có chuyến thực tế dài ngày ở vùng mỏ Quảng Ninh. Bài thơ được in trong tập thơ Mỗi Ngày Lại Sáng năm 1958. Như vậy là bài thơ được trích trong tập thơ Mỗi Ngày Lại Sáng trùng với sáng tác được in trong tập Mỗi Ngày Lại Sáng năm 1958 trùng với thời gian ra đời của tác phẩm, đồng thời cũng là ra đời của tập thơ luôn. Nhớ kỹ cho cô điều này nhé. Tiếp theo là đến với thể thơ, thì thể thơ ở đây của bài thơ là thể thơ 7 chữ. Và chúng ta sẽ đến với phần nội dung trọng tâm của bài học ngày hôm nay, đó chính là về phân tích tác phẩm. Trước tiên, về phân tích tác phẩm thì cô cho chúng ta sẽ đến với bố cục. Của bài. Bố cục của bài thơ thì cô chia ra làm 3 phần chính để chúng ta có thể dễ dàng tìm hiểu. Phần 1. Phần 1 đó là gì? À, hai khổ thơ đầu. Hai khổ thơ đầu nói tới điều gì là đoàn thuyền đánh cá chuẩn bị ra khơi. Phần 2. Phần 2 ở đây là bốn khổ tiếp. Đọc bài thơ thì chúng ta thấy nội dung của bài thơ là gì? Nội dung của bốn khổ thơ là gì? À, đó chính là đoàn thuyền đánh cá. Hoạt động trên biển. Tiếp theo là phần 3, phần còn lại. Chỉ còn một khổ thì là khổ cuối. Nội dung của khổ cuối là đoàn thuyền đánh cá chuẩn bị trở về. Đoàn thuyền đánh cá trở về nhé. Trở về. Như vậy là bố cục của bài thơ gồm có 3 phần đều tập trung vào hình ảnh đoàn thuyền đánh cá. Và đây là hoạt động của con người được nổi bật lên cả. Và bây giờ cô trò chúng ta sẽ đi vào phân tích tác phẩm. Tiếp tục nội dung kiến thức bài học ngày hôm nay thì cô trò chúng ta sẽ đến với phần trọng tâm, đó chính là phân tích về tác phẩm. Ở đây chúng ta thấy rằng nhá, đối với phần A nhỏ có các nội dung như sau, đó chính là cảnh đoàn thuyền thế nào? À, cảnh đoàn thuyền đánh cá chuẩn bị ra khơi có các nội dung như sau này. Thứ nhất là về không gian,
thiên nhiên rất là hùng vĩ được thể hiện như thế nào. Thời gian ở đây là gì? Thời gian đêm tối. Chúng ta thấy rằng là đoàn thuyền đánh cá thì thường là xuất phát vào, nếu mà theo như chúng ta nghĩ, thường xuất phát vào ban ngày, bởi vì sáng sủa gợi đến cái tinh thần lao động đúng không, của một ngày mới. Nhưng mà ở đây đoàn thuyền đánh cá lại trong đêm tối. Ra sao nhá, tí nữa chúng ta sẽ cùng nhau đi phân tích. Về không khí thế nào? Náo nhiệt, tấp lập, nhộn nhịp được thể hiện qua hai khổ thơ đầu. Mặt trời xuống biển như hòn lửa, sóng đã cài then đêm sập cửa, đoàn thuyền đánh cá lại ra khơi, câu hát căng buồm cùng gió khơi, hát rằng cá bạc biển đông lặng, cá thu biển đông như đoàn thoi, đêm ngày dệt biển muôn luồn sáng, đến gì? À đến dệt lưới ta, đoàn cá ơi. Các bạn cần phải học thuộc thơ cho cô nhé. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đi vào nội dung thứ nhất, cảnh đoàn thuyền đánh cá chuẩn bị ra khơi. Rồi. Nào bây giờ chúng ta sẽ quan sát ở đây không gian thế nào, thiên nhiên hùng vĩ được thể hiện như nào nhá. Chúng ta tìm cho cô những từ ngữ chỉ về thiên nhiên nào. Ở đây có gì nhỉ? Câu đầu tiên, mặt trời. Từ gì nữa? À biển. Hòn lửa. Sóng. Đúng không? Rồi, đoàn thuyền này. Ở đây là thiên nhiên nhá. Có mặt trời này. Mặt trời thế nào nhỉ? Ở trên cao, biển thì ở dưới này. Ở lửa này, sóng này. Đấy, chúng ta thấy thiên nhiên thế nào? Hiện lên rất là giống như một bức tranh sơn mài đẹp đẽ. Bức tranh sơn mài. Hùng vĩ. Bao la, rất là rộng lớn nữa, đúng không? Rồi, và thời gian ở đây, sóng đã cày then đêm sập cửa này, đoàn thuyền đánh cá lại ra khơi, câu hát căng buồm cùng gió khơi. Chúng ta chú ý cho cô nhé, đối với mặt thời gian, vừa nãy cô đọc sót câu nào là các em? Chính xác, đó chính là câu đầu. Ở đây, dấu hiệu là mặt trời xuống biển. Có nghĩa là mặt trời đã khép lại một ngày làm việc vất vả rồi. Đó. Và nhường chỗ cho gì nhỉ? Mặt trời nhường chỗ cho gì? Cho mặt trăng. Đúng không? Màn đêm thế nào? Màn đêm buông xuống. Bên cạnh đó, các bạn phải phân tích cho cô đối với hai câu này sử dụng biện pháp gì nhỉ? À, biện pháp tu từ nhân hóa rất là rõ. Biện pháp tu từ nhân hóa thể hiện gì nhỉ? Vừa nhân hóa vừa gì nữa? À vừa so sánh và vừa nhân hóa. So sánh kết hợp với nhân hóa. So sánh được thể hiện ở đâu? À thông qua từ như mặt trời với hòn lửa để tạo lên cái khung cảnh thiên nhiên thế nào? Rất là rực rỡ đúng không? Còn sóng thì sao? Sóng cài này. Đêm thì sập cửa. Thế nào? Ở đây sóng đã được nhân hóa như thế nào? Giống như một chủ thể, giống như một con người biết cài, biết đóng, biết sập cửa, đúng không? Như vậy là chúng ta thấy không gian vũ trụ rất là bao la, rất là rộng mở. Sóng giống như một con người làm nhiệm vụ gì? À, cài then, đóng cửa. Đấy, bây giờ chúng ta thấy nhá. Đoàn thuyền đánh cá lại ra khơi. Chúng ta thấy xuất hiện đoàn thuyền này. Không nói tới con người, nhưng mà con người vẫn xuất hiện ở đây. Con người thế nào? À, điều khiển đoàn thuyền và tử lại. Thể hiện được cái điều gì nhỉ? Thể hiện cái tần suất. Lặp lại. Liên tục và hàng ngày, đúng không? Câu hát có ý nghĩa gì? Ở đây ai hát? Con người hát. Con người hát để tạo gì các em? Con người hát để làm nhiệm vụ gì nhỉ? Hát câu hát để gì nhỉ? Chúng ta thấy là đối với một buổi liên hoan thì tiếng hát tạo ra gì? Tạo ra cái niềm vui, tạo ra cái sự giải trí, đúng không? Nhưng còn câu hát ở đây có tác dụng gì nhỉ? Câu hát ở đây tạo nên cái sự phấn khởi này.
phấn khởi của con người ra khơi. Câu hát ở đây tạo nên khí thế của con người ra khơi. Câu hát ở đây nói về cái điều gì nữa? À, đó chính là về cái mong ước. Mong ước đoàn thuyền sẽ trở về bình yên và thu được nhiều thành quả lao động. Tiếng hát cũng có vai trò rất là lớn, đặc biệt là trong các cuộc kháng chiến chống cách mạng, đúng không? Chúng ta thấy là khi mà kéo pháo thì cũng sử dụng cái tiếng hát hò dô ta, có ý nghĩa về khí thế rất là lớn, tạo nên cái sự đoàn kết nữa. Như vậy ở đây các bạn phân tích cho cô, đối với khổ thơ 1 chúng ta đã giải quyết xong rồi. Đến với khổ thơ 2. Hát rằng cá bạc biển đông lặng, cá thu biển đông như đoàn thoi, đêm ngày dệt biển muôn luồn sáng, đến dệt lưới ta đoàn cá ơi. Đây là cái gì nhỉ? Khi mà ra khơi đúng không? Đoàn kiền thuyền ra khơi. Vẫn gì? À, vẫn cất tiếng hát hào sảng. Ở đây chúng ta thấy là có hình ảnh của cá thu nói về sự giàu đẹp của biển cả. Cá thu biển đông như đoàn thoi, đêm ngày dệt biển muôn luồng sáng, đến dệt lưới ta đoàn cá ơi. Ở đây chúng ta thấy có sự câu cảm thán này. Câu cảm thán xuất hiện ở cuối câu, đến dệt lưới ta đoàn cá ơi. Như một tiếng gọi, như một tiếng gì nhỉ? Tiếng gọi tha thiết, tạo nên cái sự gì nhỉ? Sự khẩn trương, đúng không các em? Nào, như vậy là đối với hai khổ thơ này, khổ thơ 1 và khổ thơ thứ 2, cô còn thiếu điều gì ở đây? Cô mới đề cập gì? Không gian thiên nhiên hùng vĩ. Cô mới đề cập đến thời gian. Và cái thứ ba đó chính là cái không khí náo nhiệt tấp nhộn nhịp của những người dân. Người dân chuẩn bị sao? Ra khơi. Đúng không? Như vậy là các bạn nhấn mạnh cho cô, sau cái hình ảnh của thiên nhiên vẫn xuất hiện lên hình ảnh của con người với khí thế. Thế nào? Khí thế. Khí thế của những người ở dân trài. Hào hứng. Hứng khởi. Ra khơi. Không. Cô trò chúng ta sẽ chuyển sang nội dung tiếp theo. Bây giờ cô trò chúng ta sẽ chuyển sang phần B nhỏ. Đó chính là về tìm hiểu về 4 khổ thơ tiếp theo, cảnh đoàn thuyền đánh cá ra khơi và những hoạt động ở trên biển. Chúng ta thấy rằng ở đây, thuyền ta lái gió với buồm xăng, lướt giữa mây cao với biển bằng, ra đậu dặm xa dò bụng biển, dàn đan thế trận lưới vây răng. Cá nhụ, cá chim cùng cá đé, cá song lấp lánh đuốc đen hồng, cái đuôi êm quẫy trăng vàng chóe. Đêm thở sao lùa, nước hạ long. Ta hát bài ca gọi cá vào, có thuyền đã có nhịp trăng cao, biển cho ta cá như lòng mẹ, nuôi lớn đời ta tự thuở nào. Sau mở kéo lưới kịp trời sáng, ta kéo săn tay chùm cá nặng, vậy bạc đuôi vàng lóe sắc đông, lưới xếp buồn lên đón nắng hồng. Như vậy chúng ta quan sát ở đây thì thấy có những cái nội dung chính bám sát ở bốn khổ thơ, đó chính là hình ảnh của con thuyền ra khơi hào hùng, thứ hai là sự giàu đẹp của biển cả, thứ ba là hoạt động khí thế hăng say của con người lao động trên biển và thành quả lao động rất là to lớn. Thuyền ta lái gió với buồm trăng, lướt giữa mây cao với biển bằng, ra đậu dặm xa dò bụng biển, giản đàn thế trận lưới vây răng. Chúng ta thấy là hình ảnh con thuyền ra khơi với khí thế
rất là hào hùng đúng không? Động từ lướt giữa mây cao với biển bằng cho thấy là thế chủ động của con người ở đây. Thế chủ động của con người, lướt là một một động từ để thể hiện được cái khí thế của con người đúng không? Một động tác rất là nhanh nhẹn, tràn đầy nhiệt huyết, lướt giữa mây cao với biển bằng, ra đậu rậm ra dò bụng biển, giản đan thế trận lưới vây răng. Như vậy là chúng ta thấy được là con người ở đây rất là am hiểu rồi, mới giản đan được thế trận và công việc được lặp lại hàng ngày. Như vậy là con người rất là am hiểu về cái thế trận ở nơi đây. Cá nhụ, cá chim cùng cá đé, cá song lấp lánh đuốc đen hồng, cái đuôi em quẫy trăng vàng chóe, đêm thở sao lùa, nước hạ long. Chúng ta thấy ở đây, cá nhụ, cá chim, cá đé, cá song là những loài cá ở biển Hạ Long và là những cái loài cá tạo nên cái sự giàu đẹp của biển Hạ Long. Ở đây có một sự phát hiện rất là thú vị của tác giả. Cá song lấp lánh đuốc đen hồng, cái đuôi em quẫy trăng vàng chóe. Cá song là loài cá có những cái chấm đen và chấm hồng ở trên thân mình nên tác giả có sự liên tưởng đến tới ngọn đuốc đen hồng. Cái đuôi em quẫy trăng vàng chóe là một lời gọi cái đuôi em rất là tự nhiên, rất là thân thương đúng không nào? Đêm thở sao lùa, nước Hạ Long. Ta hát bài ca gọi cá vào, gõ thuyền đã có nhịp trăng cao. Biển cho ta cá như lòng mẹ, nuôi lớn đời ta tự buổi nào. Sao mở kéo lưới chịp kịp trời sáng, ta kéo xoăn tay chùm cá nặng. Vậy bạc đuôi vàng lóe sạng đông, lưới xếp buồng lên đón nắng hồng. Ở đây chúng ta thấy cái không khí rất là vui tươi, náo nhiệt ở trên biển. Vẫn là cái lời ca nối tiếp, ta hát bài ca gọi cá vào, gõ thuyền đã có nhịp trăng cao. Tác giả đã sử dụng biện pháp tu từ gì nhỉ? Tu từ nhân hóa. Ở đây gõ thuyền, trăng là giao nhiệm vụ cho trăng. Trăng ở đây giống như một con người gõ vào mạn thuyền để gọi cá vào. Gõ thuyền đã có nhịp trăng cao còn thể hiện được điều gì nữa nhở? À, là một liên tưởng rất là thú vị, tạo ra cái sự hòa hợp giữa con người với thiên nhiên, đúng không? Con người hòa hợp với thiên nhiên. Biển cho ta cá như lòng mẹ, gợi cho thấy biển rất là bao la, âu yếm che chở cho con người, nuôi lớn đời ta tự buồn nào. Sao mờ kéo lưới chịp kịp trời sáng, ta kéo săn tay chùm cá nặng. Vậy bạc đuôi vàng lóe sạng đông, lưới xếp buồng lên đón nắng hồng. Ở đây chúng ta thấy đoàn thuyền đánh cá tấp lập để chuẩn bị ra về, kéo săn tay chùm cá nặng. Chúng ta thấy thành quả ở đây là một thành quả rất là to lớn, đúng không nào? Trở lại với khổ thơ cuối, cảnh đoàn thuyền đánh cá trở về đúng không nào? Vẫn là câu hát nối tiếp, nhưng mà câu hát trở về với khí thế vui tươi và náo nhiệt khi mà đạt được cái thành quả rất là to lớn. Thời gian ở đây là thời gian bình minh, đoàn thuyền đánh cá vào, chuẩn bị vào ban đêm và kết thúc hành trình là vào bình minh. Nhấn mạnh khí thế tâm trạng của người dân ở đây, đó chính là tinh thần sôi nổi, khẩn trương. Hình ảnh mặt trời xuất hiện, mặt trời nhô biển mô nhô màu mới. Ở chúng ta thấy ở khổ thơ thứ nhất cũng xuất hiện hình ảnh mặt trời, khổ thơ cuối cùng cũng xuất hiện hình ảnh mặt trời. Như vậy tạo ra một kết cấu đầu cuối tương ứng và khép lại một hành trình, đúng không nào? Chúng ta thấy hành trình đầu tiên là hành trình ra khơi. Đoàn thuyền ra khơi khi trời lặn.
Và đoàn thuyền trở về khi bình minh khép kín một hành trình. Tạo ra một vòng tuần hoàn khép kín, đúng không? Chúng ta nhận ra được điều này. Nhà thơ Huy Quận từ nhỏ thì đã rất thích lang thang giữa cái trời đất bao la, vì vậy mà ông rất là am hiểu về đời sống thiên nhiên và đặc biệt là có tình yêu thiên nhiên rất là sâu sắc, và qua đó thì thể hiện được cái trí tưởng tượng phong phú của nhà thơ được thể hiện trong bài thơ Đoàn thuyền đánh cá, đúng không nào? Và cuối cùng là bài tập về nhà của cô. Bài thơ Đoàn thuyền đánh cá của Huy Cận như một khúc tráng ca, các yếu tố về thể thơ, vần, nhịp của bài thơ đã góp phần tạo lên một âm hưởng đặc sắc như thế nào? Câu hỏi thứ hai, nêu hoàn cảnh sáng tác của bài thơ. Và câu hỏi thứ ba, mạch cảm xúc của bài thơ được triển khai theo trình tự nào, nêu hiệu quả của nó. Như vậy là cô cho chúng ta đã hoàn thành được xong, tìm hiểu được xong bài học ngày hôm nay. Bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các em trong những bài học tiếp theo.